Làm bản tin Toku News ngay đi, nhưng thưa ngài, chúng ta chỉ mới có tập cuối Saber, cứ làm đi, và đó chính là nguyên do có video ngày hôm nay. Xin chào và đây là bản tin Toku News, đừng hỏi thời gian qua tôi ở đâu, 3 tuần qua đã có những sự kiện gì thì ta bắt đầu video luôn, nào chúng ta bắt đầu. Lâu lắm mới lại có chuyện về Sentai để nói nhưng rất tiếc nó lại là tin buồn, diễn viên lồng tiếng cho con vẹt ghét cứu tin thật sự của Zenkaiger, anh Tatsuhisa Suzuki đã rút khỏi bộ phim do bê bối ngoại tình và tự tử bất thành, tôi bỏ 3-4 tập rồi mà giờ quay ra thì gặp ngay vụ này, căng thật đấy, hiện tại thì chưa rõ ai sẽ tham gia lồng tiếng cho con vẹt này đây. Ngày 18 tháng 8, trên một bài phóng sự ảnh, diễn viên kiêm người mẫu Nakayama Sasuke hay được chúng ta biết đến với vai diễn Naki Kamen Rider Naki, đã công khai mình là người vô tính, asexuality. Tôi muốn bạn biết không phải để muốn được thông cảm hay thấu hiểu, cuộc sống luôn áp đặt lý tưởng của họ lên tôi và tôi đã rất lo sợ trong thời gian qua. Cuối cùng tôi muốn sống một cuộc sống theo ý tôi mà không phải che giấu cảm xúc của mình. Chúc chị sẽ thành công trong cuộc sống. Cuối tuần qua Kamen Rider Saber đã viết nên trang cuối của mình và cuối tuần này sẽ là tập đặc biệt giới thiệu một trang sử mới của Kamen Rider. Câu chuyện về một chàng trai trẻ lập giao kèo với ác quỷ sẽ chiến đấu bảo vệ thế giới này, Kamen Rider Revive. Trước đó ta hãy nhìn lại Saber đã nào. Một khởi đầu không suôn sẻ ngay từ khi ra mắt thiết kế phục trang, Sentai remake cực mạnh và điều đáng quan ngại nhất thì chính là việc biên kịch chính của phim lại là bác Fukuda Takuro, người từng làm biên kịch cho một thảm kịch Rider khác là Ghost. Trước khi phim ra tôi còn nhớ lời hứa chắc nịch của bác rằng sẽ không để những sai lầm mà Kamen Rider Ghost đã mắc phải lặp lại ở Saber. Và rồi thì như mọi người đã thấy, lỗi sai trong Ghost không những không mất đi mà còn phát huy một cách tối đa trong Saber, để xem nào, tao là main và lời nói của tao là chân lý, nhân vật đông nhưng không hề có điểm nhấn, phản diện thì mờ nhạt, vân vân và mây mây, bên cạnh đó thì Saber cũng có những điểm sáng, các rider form thì rất đẹp, combat mãn nhãn, nhạc phim xuất sắc vân vân, một easter egg rất hay ở tập cuối Saber, tên giải thưởng xuất hiện ở đây chính là tên bác Hasegawa Keiichi, biên kịch phụ của phim, mặc dù là phụ nhưng bác viết toàn những đoạn cao trào của phim như chuyển biến của Calibur Zao Dragon, Yuri debut, Primitive Dragon, Chim Lửa debut, phần kết phim. Thậm chí bác còn gánh 19/47 tập còn Fukuda chỉ là 14/47 tập. Các ông thấy Human Gear ngồi cạnh Rintaro đây không? Bác Keiichi đấy. Tóm lại thì tôi chấm Saber 6 điểm vì những điểm tốt của phim đều là những thứ mà bất cứ bộ Rider nào cũng phải làm được. Cái đó mà tệ nữa thì em cũng chịu. Bà tôi chưa từng nói, một bản nhạc hay không chỉ gồm những nốt cao mà trong nó cũng có những nốt trầm đầy sâu lắng. Saber có thể không hay nhưng nó vẫn là trang thứ 49 trong quyển sách mang tựa Kamen Rider, cùng hy vọng trang thứ 50 sẽ là trang kỷ niệm đầy lấp lánh nào. Bên cạnh việc hóng revive, anh em đã ai xem The High School Hero chưa vậy? Hay lắm đó. Yodona spin-off từ 2 tuần trước nữa này. Này các cháu, nó chính là nét đặc trưng, điểm nổi bật tiêu chuẩn của thời Reiwa, xét 10 key của tiếp theo từ Gobuster đến Zenkaiger, sao lại có cái key trắng ở đây? Hôm qua Revive Driver đã đến tay các reviewer và họ nói rằng nó sẽ có cơ chế như thay mặt unit của Zero One Driver, mồm mấy ông cứ phải lo cái gì, đằng nào Final Form trả y hệt Bay Form. Tuần qua, một vụ lùm xùm lớn giữa các fan sub và web Hatafilm, ai vào kênh này cũng biết Hatafilm là nền tảng gì rồi ha. Các bộ tokusatsu được việt sub bởi các fan sub đều bị lấy đi và đăng lên web rồi kiếm lời từ quảng cáo. Chắc bạn tự hỏi phim là của Toei giữ chứ fan sub có quyền gì mà nói, thì xin thưa rằng phim thì của Toei nhưng việt sub thì chính là công sức dịch thuật của họ chứ không ai khác. Thật ra thì việc này đã có từ lâu rồi nhưng nay lại bị gọi dậy lần nữa. Hệ quả của việc này là việc tuyên bố của các fan sub rằng series Revive họ sẽ không việt sub cho mọi người nữa. Toàn, nhớ vụ lùm xùm do vai gây ra không? Công của vụ đó là lời cự tuyệt của các fan sub nước ngoài đấy. Thôi, học tiếng Nhật thôi nào các anh em. Và đó là những gì đã xảy ra trong tuần qua và tuần qua qua nữa. Nếu có ý kiến đóng góp thì mọi người comment bên dưới nhé. Nếu thấy hay thì tiếc gì cho tôi một like, share và sub chớ. Thứ bảy mọi người nhớ đón xem một video kỷ niệm của tôi nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều.